biết lấy gì cả nên, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng cho trên trần gian. Cho con say tình mến, và nay con xin đến một đời chung chính làm mũi đất ước cho mặt đời. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Và hiện cùng các đoàn hát với tôi hát bài ca nhập thế. Kính thưa cha bề trên tu viện Anbeto, chánh sứ giáo sứ Thánh Đa Minh, kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố cùng cộng đoàn dân Chúa. Sáng hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2016, thánh lễ tuyên khấn trọng thể tại giáo xứ Mân Côi với 10 thầy nhận hồng ân vĩnh khấn, trong đó có thầy Nicola Lê Quang Thắng thuộc tu viện Anbeto đang hiện diện nơi đây. Kính thưa Thầy, thật vẻ vang và hạnh phúc cho Thầy. Thầy đã trải qua một đoạn đường đầy chông gai, đứng trước mọi thử thách và cám dỗ trong đời sống, trước tình hình xã hội phức tạp hiện nay.
Nhưng với lòng yêu mến và giữ vững lòng trung tín với Chúa, Thầy đã từ bỏ tất cả để theo chân Chúa đến cùng. Kính thưa quý sơ, vào sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016, tại nguyện đường dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 50 năm khấn dòng cho 8 sơ, trong đó có sơ Maria Phạm Thị Hồi, sơ Madalena Lê Thị Tuyết Như thuộc cộng đoàn Mông Triều. Vâng, theo chân Chúa suốt 50 năm, biết bao thử thách, gian nan, không làm chùn bước mà quý sơ còn thêm mạnh mẽ, quyết tâm hơn để theo Chúa đến trọn cuộc đời. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng ban nhiều hồng ân cho quý Thầy và quý sơ. Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Phủ Đa Minh, Thánh An Bê Tô, Thánh Martino luôn nâng đỡ, phù trì để Thầy và quý sơ tiếp bước theo con đường đã chọn với lòng trung kiên. Kính thưa quý ông bà cố, thật vinh dự cho quý ông bà cố và gia đình dòng tộc đã có người con, người cháu, người thân được nhận hồng ân vĩnh khấn và kim khánh khấn dòng. Xin chúc mừng quý ông bà cố, xin Thiên Chúa trả công bồi hậu cho quý ông bà cố đã có công sinh thành dưỡng dục và dâng hiến người con thân yêu của mình cho Chúa. Xin cộng đoàn hiệp thông với quý cha đồng tế cùng với lời ca tiếng hát của ca đoàn An Bê Tô trong thánh lễ tạ ơn hôm nay để cảm tạ đổi ơn Thiên Chúa với những hồng ân Chúa ban. Cuối cùng, cộng đoàn giáo xứ chúng con kính mời Thầy và sơ tiến lên cung thánh nhận nơi đây tấm lòng kính trọng, yêu thương và tình nghĩa thể hiện trên những bó hoa tươi thắm của cộng đoàn chúng con. Chúng con trân trọng kính chúc. Kính thưa cộng đoàn, đáng lẽ ngày hôm nay trong thánh lễ tạ ơn thì có đầy đủ cả hai sơ, nhưng mà sơ bề trên Maria Phạm Thị Hồi mới bị đau nên sơ cứu, nên hôm nay chúng ta chỉ có một sơ là sơ Maria Madalena Lê Thị Tuyết Như hiện diện trong thánh lễ này. Xin mời cộng đoàn đứng. Và trong ngày lễ Đức Mẹ hôm nay, ngoài vừa xong vị dẫn lễ đã nói lên tất cả những ý nghĩa trong ngày lễ này, chúng ta cùng nhau chúc mừng quý sơ, chúc mừng quý bà, quý chị, quý em, quý cháu có nhận thánh hiệu Maria làm bổn bạn. Và ngoài những ý tứ nghĩa mà vừa xong chúng ta đã nghe để dâng thánh lễ tạ ơn vì hồng ân Chúa ban cho Thầy Nicola cũng như cho hai sơ Maria và Madalena, chúng ta cũng hiệp ý dâng để tạ ơn xin ơn bình an như ý, cầu cho các linh hồn tiên nhân vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao. Đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa. Nữ hoàng bên hữu thánh vương, bên hữu thánh vương, hoàng đến trang lộng lẫy, hoàng mang là vàng lộng lẫy. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Đức Maria được rước lên trời, muôn vàng thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi họ Giuda. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào,
thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của dư đầy, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ chỉ Israel thôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình, tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trường muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, vì thân thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhầm thế, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng tháng thiên tri mà phán dạy: Tôi tin một thánh duy nhất, thánh thiên công giáo và tâm truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sông là và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, mừng kính mẹ Maria thọ tạo đầu tiên để Chúa ân thưởng hồn xác lên trời. Cùng với mẹ chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Đức Maria là hiện ảnh tiên trưng của Hội Thánh. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và lời mẹ chuyển cầu, xin mẹ Hội Thánh luôn giữ gìn cho trinh trong đức tin nguyên vẹn, đức cậy vững chắc và đức mến chân thành. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Đức Maria là Phật tử ưu tú của Hội Thánh, đã đạt tới sự hoàn thiện. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho mỗi Kitô hữu ý thức được ơn gọi nên hoàn thiện, nên thánh của mình. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Nhờ mẹ, con đến với Chúa, và qua mẹ, Chúa tuôn đổ hồng ân trên chúng con. Xin cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta luôn biết chạy đến với mẹ trong mọi biến cố cuộc đời mình. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Maria đã sống trọn lời xin vâng và nay được ân thưởng hồn xác lên trời bên Đức Giêsu, con của mẹ. Xin cho thầy Nicola, sơ Maria và Madalena luôn vui sống với lời tuyên khấn của mình và kiên bền đi đến cùng con đường ơn gọi dân hiến. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ. Xin cho chúng con biết luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa quan phòng mà vững bước trên con đường tiến về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với tay Cha, để ta đồng công linh nhân Chúa và nô lên cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống,
Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu khấn Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô chúng con, Đức cha phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nữa Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Con xin chào cha bề trên, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Thì con xin được phép thay lời cho hai sơ mừng lễ Kim Khánh, còn con thì là khấn trọng xin được có đôi lời với quý cha, quý cộng đoàn. Đời con là một khúc hồng ân. Khi mà đi thì không thấy, nhưng khi đi qua rồi nhìn lại thì mới biết là Chúa dẫn con đi. Lúc đầu mình đi mình không biết, nhưng mà khi đi qua rồi mới thấy. Thật sự nếu mà không có hồng ân của Chúa thì con chắc không được đứng tại đây như bây giờ. Trước tiên con xin tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban con. Con xin cảm ơn Tỉnh Dòng Đa Minh đã cho con được tham gia vào đời sống cộng đoàn, đời sống chung của dòng. Con xin cảm ơn cha giám tỉnh, cảm ơn cha bề trên, quý cha đồng tế, quý cha trong tu viện, quý thầy cùng toàn thể các anh em đã đồng hành với con. Có nhiều người nói con là động vật quý hiếm, bởi vì người nam mà nam rặc thì khó mà đi. Cho nên nhờ anh em nâng đỡ, nhờ anh em thương xót và nhờ ơn Chúa thì con mới được đến với ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn hội đồng mục vụ, các hội đoàn. Con cảm ơn ca đoàn hát rất là hay trong thánh lễ hôm nay. Con xin cảm ơn quý sơ, cảm ơn sơ. Sơ là cái tuổi của tuổi dòng, tuổi khấn dòng của sơ. Con thì chắc được 2/3 cái tuổi khấn dòng rồi, thì đó cũng con, đó cũng là một niềm vinh hạnh cho con, là cũng là một cái phía trước để con đi theo. Con xin cảm ơn sơ, con xin cảm ơn cộng đoàn, tất cả mọi người xin cảm ơn, xin cảm ơn. Là thật là cảm động và thầy không nói lên lời. Ngày hôm nay trước mặt cha giám tỉnh đại diện cho bề trên tổng quyền, thầy đã trả lời một cái câu hỏi là thầy xin gì. Thầy đã nói xin tình thương của Chúa và của dòng. Và thật sự như vậy, trong cuộc đời tận hiến của các tu sĩ, của các linh mục đều là
lời xin vâng, lời xin tình thương của Chúa và của dòng cũng như là của cộng đoàn. Khấn trọng mới chỉ là một chặng đường của cuộc hành trình theo Chúa, và chắc chắn còn nhiều những gian khổ. Đức Mẹ ngày hôm nay trong bài sách Khải Huyền đã được Chúa đưa vào hoang địa. Điều đó có nghĩa là đời sống tu sĩ cũng phải chiến đấu vất vả lắm, cũng như là Sơ Maria Magdalena như đã kim khánh khấn dòng. Chắc cuộc đời chiến đấu thật là cam go cho đến ngày hôm nay. Xin cộng đoàn chúc mừng cũng như là tiếp tục cầu nguyện cho hai sơ cũng như là thầy Nicola được luôn luôn bền vững trong tiếng mời gọi của Chúa và đáp ứng được những đòi hỏi mà Chúa đã mời gọi, như là Đức Mẹ đã luôn luôn vâng theo thánh ý Chúa và để Chúa thực hiện những điều mà Chúa muốn ở trong cuộc đời của Đức Mẹ. Xin chúc mừng thầy cũng như hai sơ và chúc mừng tất cả mọi người. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên đọc kinh năm thánh để chúng ta hưởng ơn đại xá trong ngày đại lễ kính Đức Mẹ Mông Triệu hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Đấng một Đấng Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tha, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chiều nan đời quan phong Siêu Pilato, chiều đóng đinh trên cây thánh giá, trên bà tháng xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trăm khe trên mà sống lại, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép thăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xen kề sông và kề trên. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thầm công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi ơn, mọi nơi, mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đáng lãnh nhận đấng ban sự sống.
Hôm nay trong ngày đại lễ Đức Maria được rước lên trời, anh chị em đây lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Xin các cha cùng ban phép lành. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.